mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Sự tích cây vú sữa. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất là nghịch ngợm và ham chơi. Có một lần bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Mỗi ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về, nhưng một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ. Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn. Khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bên mình. Về với mẹ thôi. Cậu liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu nữa. Cậu khản tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Con đói quá. Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng rung rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to, chát quá. Quả thứ hai rơi xuống, cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả, cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống, cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần, rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt như sữa mẹ. Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa của mẹ. Cây rung rinh cành lá, thì thào. Ăn trái ba lần mới biết trái ngon, còn có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Cậu oà lên khóc, mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp, như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về. Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sữa. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bé có biết ý nghĩa của chuyện sự tích cây vú sữa này không? Ý nghĩa rằng tình mẹ là tình cảm thiêng liêng, cao quý từ bao đời nay. Những người mẹ trên cõi đời đều yêu thương con của mình. Dù mỗi một người sẽ có cách thể hiện tình yêu khác nhau, đó là bản tính, là thiên tư của mỗi người mẹ. Và tất cả đều có chung một điểm là tấm lòng thương yêu con không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn. Nguyện cho đi tất cả, chỉ mong sao cho con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Người mẹ trong sự tích cây vú sữa đã dùng tình cảm của mình để cảm hóa cậu bé con ham chơi. Câu chuyện sự tích cây vú sữa này giúp cho chúng ta thấy được một bài học về lòng hiếu thảo trong gia đình, đồng thời cũng nhắc nhở những đứa con khi ba mẹ còn sống hãy có hiếu, đối xử và vâng lời tốt với ba mẹ. Đừng để đến khi ba mẹ mãi mãi ra đi thì mới biết hối hận, lúc này thì đã quá muộn màng. Câu chuyện kết thúc.
ta sẽ quay lại một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên Sử Tích Con Muỗi. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có một người nông dân hiền lành tên là Ngọc Tâm. Có một người vợ xinh đẹp tên là Nhan Diệp. Khác hẳn với tính tình đơn giản của chồng, quanh năm chăm chú làm ăn. Người vợ lười biếng xa hoa, chỉ lo thỏa thuê sung sướng. Trong lúc hai vợ chồng tưởng chung sống với nhau đến răng long đầu bạc, thì Nhan Diệp bỗng lăn ra chết. Người chồng đau đớn quá, không muốn rời xa xác vợ, bèn bán hết tài sản, mua một chiếc thuyền, chở quan tài vợ thả bồng bềnh trên mặt nước. Một buổi sớm mai, thuyền đi đến dưới chân một ngọn núi cỏ cây ngào ngạt. Ngọc Tâm lên bờ, thấy đủ các loài kỳ hoa dị thảo, cây cối nặng chịu trái thì lấy làm lạ, bèn đi lần lên cao. Lưng chừng núi, Ngọc Tâm gặp một ông lão tướng mạo phương phi, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc đang lần bước. Thấy người có vẻ tiên phong đạo cốt, đoán chừng là thần tiên ở núi Thiên Thai xuất hiện. Ngọc Tâm bèn sụp lại, rồi thiết tha xin cứu tử hoàng sinh cho người vợ yêu. Vị thần thương hại nhìn Ngọc Tâm hồi lâu rồi nói: "Ngươi còn nặng lòng vương vấn trần ai, chưa thoát được vòng tục lụy. Ta có thể giúp cho ngươi đạt ước vọng, xong về sau ngươi đừng có lấy làm ân hận." Ngọc Tâm theo lời vị thần, dỡ nắp quan tài vỡ ra, chích đầu ngón tay mình nhỏ 3 giọt máu vào thi thể của Nhan Diệp. Thì người đàn bà từ từ mở mắt ra, rồi ngồi lên như sau một giấc mộng ngủ dài. Trước khi từ giã, vị thần bảo người đàn bà vừa sống lại: "Đừng quên bổn phận người vợ, hãy luôn luôn nghĩ đến lòng thương yêu chung thủy của chồng. Chúc cho hai vợ chồng được sung sướng." Trên đường về quê, người chồng hối hả dục thuyền đi mau. Một tối, thuyền ghé bến, Ngọc Tâm lên bờ mua sắm thức ăn. Trong lúc đó, có một chiếc thuyền buôn lớn đậu sát bên cạnh. Chủ nhân là ta lái buôn giàu có, chú ý đến nhan sắc lộng lẫy của Nhan Diệp. Hắn mới gợi chuyện, mời Nhan Diệp qua thuyền mình dùng trà, rồi ra lệnh cho bạn thuyền dòng hết buồm mà chạy. Ngọc Tâm quay về thấy mất vợ, bỏ cả ăn ngủ, ngày đêm đi tìm kiếm. Một tháng sau mới gặp. Nhưng người đàn bà đã quen với lối sống xa hoa bên cạnh tay lái buôn giàu có, quên cả tình cũ nghĩa xưa. Thấy rõ bộ mặt thật của vợ, Ngọc Tâm như tỉnh cơn mê, bảo với Nhan Diệp: "Mình được tự do bỏ tôi, xong tôi không muốn mình còn lưu giữ kỷ niệm gì của tôi nữa. Vậy hãy trả lại 3 giọt máu của tôi đã nhỏ ra để cứu mình sống lại." Nhan Diệp thấy được ra đi dứt khoát dễ dàng như thế, vội vàng lấy dao chích đầu ngón tay. Nhưng khi máu vừa gắt đầu nhỏ giọt thì nàng đã lăn ra chết. Người đàn bà nông nổi, phụ bạc, chết vẫn còn luyến tiếc cõi đời, nên hóa kiếp thành một vật nhỏ, ngày đêm đuổi theo Ngọc Tâm, tìm cách ăn cắp 3 giọt máu để trở lại làm người. Con vật này luôn luôn kêu than với chồng cũ, như van lơn, như oán hận, như là tiếc thương, ngày đêm o o không ngừng. Về sau, giống này sinh sôi nảy nở rất nhiều, người ta đặt tên nó là con muỗi. Vì ghét kẻ phụ bạc, nên mỗi lần muỗi lại gần, người ta không tiếc tài đập cho nó chết. Và sự tích về con muỗi đến đây là kết thúc rồi.
ta sẽ quay lại một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên Sử Tích Con Tầm. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có một người con gái tên là Tơ. Cha mẹ đều mất sớm, phải đem thân đi ở hầu hạ một bà quá giàu có. Tánh tình của bà chủ nhà ác nghiệt quá đỗi, khiến một hôm thị Tơ phải bỏ trốn đi, chạy vào một khu rừng, nghĩ bụng thà chết vào miệng thú dữ còn hơn là ở mãi trong cảnh khốn khổ bị hành hạ hàng ngày. Thị Tơ đi được một quãng khá xa, phần bấy lâu nay ăn uống thiếu thốn đuối sức, phần vất vả băng rừng lội suối nên ngã ra ngất nằm trên một tảng đá. Thần núi ở đấy thấu rõ tình cảnh đáng thương của cô gái hiền lành ngây thơ mới theo dõi che chở. Khi thị Tơ bừng mắt tỉnh dậy, tưởng chừng mình như vừa qua một giấc chiêm bao. Cảnh vật chung quanh khác hẳn lúc nàng ngất đi. Nàng thấy mình nằm trong một cái động, rêu trải mềm dịu như nhung. Dưới chân một dòng suối đang chảy qua kẽ đá êm đềm như tiếng nhạc. Trước mắt nàng, vừa tầm tay với, vô số những trái cây ngon chín thắm lủng lẳng ở trên dây leo buông xuống, như rèm che cửa động. Đang đói khát sẵn, nàng đưa tay lên hái ăn ngấu nghiến, ngon lành. Sau bữa ăn thanh đạm ấy, trong người nàng cảm thấy khỏe nhẹ khác thường. Thần núi hiện hình một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc bước đến gần nàng. Trông thấy cụ già phúc hậu, thị Tơ vái chào kính cẩn. Ông lão làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nàng ở đâu đến đây, làm sao lạc lõng một mình giữa rừng núi hoang vắng này. Thị Tơ chân thành kể lại đầu đuôi mọi nỗi về kiếp sống đầy đọa của mình. Ông lão lắc đầu tội nghiệp cho nàng, rồi khuyên nhủ: cháu trốn như vậy là phải, cháu cứ ở lại đây, có lẽ được yên thân hơn, có lão trông chừng cho. Thưa cụ, cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu được biết cụ ở đâu ạ. Cả khu rừng này là nhà của lão, lão sống bằng nghề đốn củi, nên nay đây mai đó luôn. Cháu đừng lo ngại, thỉnh thoảng có lão lại thăm. Nếu có việc gì cần đến lão, cháu cứ tới mỏm đá này gọi ông Tiều ơi là có lão đến ngay. Sáng hôm sau, ông lão trở lại cho thị Tơ một bọc quần áo mới để thay bộ đồ cũ rách nát. Từ đó, thị Tơ sống một cuộc đời thanh thản, tự do, không phải lo đến ngày mai, không buồn rầu nghĩ đến ngày qua. Dần dần chim chóc, các muôn thú trong rừng đến làm quen với nàng, ngày ngày mang lại cho nàng những trái cây ngon ngọt, quý lạ để dùng làm thức ăn. Sống như thế, nhan sắc thị Tơ ngày một rực rỡ như đóa hoa rừng đang độ tốt tươi. Vào thuở bấy giờ, ở thượng giới có một vị thần đam mê khoái lạc. Sau khi biến cõi thiên đình thành một chốn trác tán, rồi chán những lạc thú trên trời, thần tìm xuống trần gian. Nhờ phép tắc siêu phàm, vị thần biến hóa ra đủ mọi hình dạng để cám dỗ đàn bà con gái có nhan sắc. Từ giới thượng lưu cho đến bình dân, thần hiện ra khắp mọi nơi. Khi là vị quan trẻ đẹp, tài hoa lỗi lạc, khi là một thanh niên tuấn tú, phong nhã đa tình, để lôi cuốn bao nhiêu người đẹp vào trong vòng sắc dục. Không một người đàn bà, con gái nào bị để ý đến mà tránh khỏi sức thu hút của thần, để khỏi rơi vào vòng đam mê. Thần đã chán chê khoái lạc trong giới thượng lưu xa hoa,
Một hôm, đi tìm lạc thú ở nơi thôn giả, qua khu rừng vắng, không một bóng người, tình cờ gặp cô gái rừng xanh đang nô đùa với bầy chim cùng muôn thú. Sau những phút sững sờ trước sắc đẹp của thị tơ, lòng dục bùng cháy lên. Thần mon men rẽ lá tiến lại, định vồ lấy người đẹp. Một tiếng chim kêu thất thanh, cả cô gái cùng muôn thú vội vàng bỏ chạy trước người lạ. Thần ra sức đuổi theo. Thị tơ quen sống giữa thiên nhiên đã trở nên nhanh nhẹn khác thường, chạy đi như gió. Thần bèn dở phép phóng theo. Trong lúc thần sắp chụp được thì con nai lớn đến, quỳ xuống cho thị tơ leo lên lưng mà thoát khỏi tay dâm thần. Nai đưa tới động, thị tơ sợ hãi không dám bước ra ngoài nữa. Nàng trèo lên mỏm đá, gọi "Ông Tiều ơi!" 3 lần, thì thấy ông lão hiện ra. Ông lão căn dặn nàng cẩn thận và trao cho nàng một chiếc vòng ngọc. Đeo vào tay, có thể muốn tàn hình lúc nào cũng được. Nhờ thế mà nàng tránh khỏi sự săn đón của vị thần muốn chiếm đoạt nàng. Thấy công đeo đuổi của mình không có kết quả, thua chí cả một sơn nữ, thần nổi giận thề quyết bắt nàng cho bằng được. Nhờ phép siêu phàm, thần giăng một sợi lưới rộng lớn với những sợi chỉ thật nhỏ và thật chắc bao vây cả khu rừng. Cô gái không dè nên bị mắc vào lưới. Mai nhờ một con bạch tượng dùng gà đâm thủng cứu thoát nàng một lần nữa. Nàng gọi đến ông Tiều. Ông lão hiện ra, khuyên nàng lần sau có bị vướng lưới thì kêu đến tên Phật Bà Quan Âm. Vì sợ mắc bẫy nên đã lâu thị tơ không dám ra khỏi động. Nhưng rồi lòng ham muốn tự do chạy nhảy lại thúc nàng đi. Lần này nàng hướng về phía khác để tránh sự theo dõi của vị thần si tình. Xong, nhờ phép thần thông, vị thần biết được giờ nàng đang đi và nơi nàng đến, nên giăng lưới trước bắt được. Nhớ lời ông lão dặn, nàng kêu đến tên Phật Bà Quan Âm thì nhiệm màu thai, tất cả các sợi chỉ lưới đều rút gọn lại thu tròn bằng một hạt đậu lạc. Trong lúc nàng mở miệng gọi đến lần thứ hai thì hạt chỉ theo hơi nàng thở hút vào trong bụng. Thấy phép thần thông bị cô gái thu mất, lòng tự ái của thiên thần bị kẻ phàm trần trêu ngươi quá đỗi, vị thần nổi trận lôi đình nghĩ cách trả thù. Lập tức thần nhắn gọi ngay thiên lôi ở dưới quyền của mình trước kia đến. Thần xét rủ các bạn, thần gió, thần mưa, thần sấm, thần chớp cùng đến ra mắt. Vị thần mê gái liền nhờ thiên lôi giúp mình đánh cho tan tành quần áo cô gái đang nô đùa với bầy thú giữa rừng kia, xong đừng làm hại đến người nàng. Thần xét vâng lời, rồi chỉ trong nháy mắt, giữa lúc cô gái đang vuốt ve mấy con nai con bên dòng suối thì mây đen kéo đến kín trời, gió nổi lên dữ dội, sấm dậy âm âm, chớp nhoáng chăng chịch, mưa tuôn xối xả. Thị tơ bỏ chạy về động. Bỗng một tiếng sét nổ vang trời, rung chuyển cả núi rừng, nhắm bổ xuống người nàng. Thị tơ không hề hấn gì, song lớp quần áo che đậy người nàng đã tan biến đâu mất. Vị thần đứng trên một mỏm đá cao, chứng kiến cảnh tượng ấy, phá lên cười đắc thắng, rồi sôi nổi chạy về phía người đẹp. Nhưng thần lại phải thất vọng một lần nữa, vì chiếc vòng ngọc đeo ở tay đã giúp cho thị tơ thành ra vô hình. Đêm xuống, thị tơ khó nhọc lần mò về đến trong động. Nàng thẹn thùng với tất cả xung quanh, tưởng chừng như vật gì cũng có mắt, đang tò mò nhìn mình.
trần truồng, nàng không dám gọi đến ông lão hay lũ thú rừng quen biết đến giúp. Nàng chui vào cuối động, rét run lẩy bẩy. Tấm lưới thần đã nuốt vào bụng, làm cho nàng khó chịu, nôn ra thành một đống chỉ mềm dịu, bền chắc. Lạnh quá, nàng lấy quấn vào người, làm một thứ mền đắp ấm áp. Thế rồi, nàng dần dần tắt thở trong cái ổ chỉ êm dịu ấy. Trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, nàng thành khẩn nghĩ đến những kẻ nghèo nàn, khốn khổ, thiếu quần áo che thân, phải chết lạnh lẽo như nàng. Tự nguyện sẽ giúp cho họ may mặc, đem những sợi chỉ này dệt thành quần áo. Vì thế mà nàng chết đi hóa thành con tầm. Để thực hiện lời nguyện ước, hồn nàng mang theo đống chỉ tơ đến giăng ở ngọn cây dâu trong vườn thượng uyển, nơi hoàng hậu cùng vua thường ngự tới mỗi chiều. Khi hoàng hậu nghiêng qua, hồn nàng mới nhả ra cái sợi tơ vàng óng ánh, tung bay cho gió mơn man. Hoàng hậu ngạc nhiên hứng lấy, thấy chỉ tơ đẹp, ánh vàng, lại mềm dịu. Bức thử mới hay là sợi tơ trong mong manh mà dẻo chắc lạ thường. Dâng lên cho vua xem, hoàng hậu ước mong được mặc một chiếc áo dệt bằng những sợi tơ vàng đẹp ấy. Nỗi mong ngóng của hoàng hậu được nhà vua sai thực hiện. Tất cả những sợi tơ vàng trong vườn ngự uyển đều được thu gom góp lại. Bao nhiêu thợ dệt tài giỏi trong nước được triệu vào cung. Rồi chẳng mấy chốc, một tấm lụa vàng cực kỳ mềm dịu và bền chắc rạng rỡ dâng lên trước mặt vua. Hoàng hậu vui mừng sai cắt ngay cho mình một chiếc áo dài, để hôm sau ra triều ngự cạnh vua. Cả triều sửng sốt chiếc vẻ đẹp của chiếc áo mới, làm tăng thêm bội phần nhan sắc của người mặc. Vua mới cho triều thần hay là chính hoàng hậu đã khám phá ra thứ chỉ tơ quý lạ đó, và cho phép các quan cùng nhà giàu có trong nước được bắt chước hoàng hậu may mặc thứ hàng mới kia. Từ đó, nghề trồng dâu, nuôi tầm bắt đầu nảy nở, đáp lại nguyện vọng thiết tha của cô gái quê mùa Thị Tơ. Câu chuyện về sự tích con tầm đến đây là hết rồi. Các bé có thích câu chuyện này hay không nào? Nếu thích, các bé hãy đăng ký để theo dõi thêm những câu chuyện mới nha. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới, và câu chuyện được mang tên Sự Tích Con Thiêu Thân. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, ở một làng gần Phá Tam Giang, tức là Thừa Thiên Huế ngày nay, có một chàng trai khỏe mạnh, thông minh, nhưng phải cái tính hơi gàn dở, làm gì cũng khác người, lại chẳng ham thích cái gì được lâu. Năm 20 tuổi, chàng theo học một đạo sĩ, nhưng được vài năm lại chán, bỏ về. Ai hỏi thì nói rằng học phép thuật cốt được trường sinh bất tử, nhưng thử hỏi để làm gì? Bận tâm vì sống chết, tức là không chết. Không bận trí về phải trái, thế là mình trong sạch. Rồi chàng cũng cài cấy, làm lụng như mọi người. Năm 21 tuổi, chàng lấy vợ. Người vợ là một cô gái con nhà gia giáo và xinh đẹp. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Một hôm, người chồng đi làm về, vừa rửa chân tay vừa cười một mình. Anh nói: "Mình ạ, hôm nay tôi thấy một chị tuổi gần 30, cứ cuốc cuốc bới bới ngoài mương á." Chị ta mới bảo: "Chồng tôi qua đời đã 2 năm nay. Trước khi mất, anh dặn tôi đừng có lấy ai. Tôi thề rằng, bao giờ nước mương chảy ngược về phía Tây,
thì họa chăng mới có chuyện em đi lấy chồng. Nay tang chồng đã mãn, cha mẹ tôi muốn gả tôi cho người khác, nên tôi phải ra đây cố cuốc để cho nước chảy về phía Tây. Tôi mới nghe vậy liền cuốc giúp mấy nhát. Ai ngờ nước lập tức trở dòng chảy về phía Tây. Chị đèn bà mừng quá, cứ lại cảm ơn tôi mãi. Vì thế tôi buồn cười từ chiều đến giờ. Người vợ nghe chồng kể chuyện càng nghe càng xa sầm nét mặt. Trời ơi, hèn chi tối sập mặt trời mới thấy cái mặt. Đồ đàn bà hư thân mất nết, thề thốt rồi lại nuốt lời. Anh chồng cứ cười ha hả, chị vợ mắng nhiếc anh chồng thậm tệ. Thấy vợ thực sự nổi giận, anh mới nói: ngộ nhỡ anh chết thì em tính thế nào? Chị vợ không kìm nổi nước mắt: thề với trời đất, nếu mà chẳng may anh chết đi, em sẽ làm nhà bên mộ, ở vậy hết đời cho trọn nghĩa vợ chồng. Chẳng ngờ nửa tháng sau, anh chồng đi cày về mắc trận mưa giông. Nửa đêm thì tay chân chết cứng như đá. Chị vợ hết đánh gió, lại xoa dầu, nhưng vẫn không cứu được. Đến sáng, anh chồng chết. Chị vợ khóc lóc là thảm thiết, mấy lần đòi chết theo chồng. May có làng sớm khuyên can mới cứu được. Đêm hôm trước ngày đưa tang chồng, chị vợ đang ngồi cạnh quan tài thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Nàng ra tiếp thì thấy một chàng thanh niên tuấn tú, tự xưng là bạn cũ của chồng chị. Nay nghe bạn mất, vội tìm đến viếng. Đêm khuya, trong không khí tĩnh lặng của khói hương, gái đẹp, trai xinh, chẳng hẹn mà nên, dần dần xích lại gần nhau, cùng liếc mắt đưa tình. Bỗng người con trai ôm bụng, đào đớn ngã vật xuống đất. Người đàn bà hốt hoảng chạy lại đỡ dậy, hỏi sự tình. Chàng trai vừa rên lên vừa đáp: nàng ơi, ta vốn có bệnh đau bụng kinh niên. Khi ở nhà, mỗi lần lên cơn đau thế này, mẹ ta phải mua ốc người nấu cháo cho ta ăn thì mới khỏi. Nghe bạn chồng nói những lời thảm thiết, chị ta bèn chạy xuống bếp nhóm lửa nấu nước. Xong vác dao xăm xăm bước lên nhà trên, định cải nắp quan tài bổ đầu chồng lấy ốc nấu cháo cho tình nhân ăn. Nào ngờ nắp quan tài được dỡ ra thì người chồng bỗng thản nhiên dụi mắt ngồi dậy. Chị vợ kêu rú lên khủng khiếp, vội chạy về phía người tình. Nhưng trong nhà đã trống không, chẳng có một ai. Thì ra chỉ là ảo ảnh do người chồng dùng phép thuật mà anh đã học được ở đạo sĩ thở nào tạo ra để thử lòng vợ. Người đàn bà hoảng sợ vùng bỏ chạy. Chẳng may, trong lúc vội vàng, chị ta ngã vào bếp lửa và bị cháy thành tro. Từ đó, cứ đêm đến, hễ cứ thắp đèn hoặc nhóm bếp lên, người ta lại thấy một loại côn trùng bé nhỏ bù quanh ngọn lửa rồi lao vào mà chịu chết cháy. Mọi người tin rằng đó là hậu thân của người đàn bà lẳng lơ, tệ bạc, đã chết vì ngọn lửa đam mê đầy tội lỗi của chính mình. Và đó chính là sự thích của con thiêu thân. Câu chuyện đến đây của chúng mình đã hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích. Và câu chuyện được mang tên Sử Tích Hòn Vọng Phu. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụn con. Năm đó, đứa lớn là trai 11 tuổi, đứa bé là gái lên 6 tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm đồng hay đi đâu vắng
thường để hai con ở nhà, dặn anh trông nom em gái. Một hôm, trước khi đi làm, người mẹ trao cho hai con một cây mía, bảo con lớn ở nhà chặt cho em ăn. Đứa anh ở nhà tìm dao chặt mía, không ngờ khi nó vừa đưa dao lên chặt thì lưỡi dao xúc cán văng vào đầu em. Cô bé ngã quay ra bất tỉnh nhân sự, máu đỏ lên láng cả một vạt đất. Thấy thế, anh trai tưởng em gái đã mất, hoảng sợ bèn bỏ nhà mà trốn đi. Cậu bé đi mãi, đi mãi. Trên bước đường lưu lạc, cậu ở nhà này một ít lâu, rồi bỏ đi đánh bạn với nhà khác. Trong hơn 15 năm, cậu không biết mình đi những xứ nào, cơm ăn của bao nhiêu nhà. Cho đến lần cuối cùng, cậu làm con nuôi một người đánh cá ở miền vùng biển Bình Định. Nghề chài lưới giữ chân cậu bé ở lại đây. Ngày lại ngày nối nhau trôi qua, cậu bé nay đã lớn. Rồi anh kết duyên cùng một cô gái xinh đẹp. Vợ anh cũng thạo nghề đan lưới. Mỗi lúc thuyền của chồng về bãi, vợ nhận lấy phần cá của chồng, quẩy ra chợ bán. Sau 2 năm, có được mụn con, hai vợ chồng cảm thấy sung sướng vô hạn. Hôm ấy, biển rộng, anh nghỉ ở nhà vá lưới. Cơm trưa xong, vợ xõa tóc nhờ anh bắt cháy. Đứa con đi chập chững trước sân nhà, bóc cát chơi một mình. Thấy vợ có một cái sẹo bằng đồng tiền ở trên tay bên phải, chồng lấy làm ngạc nhiên, vì bấy lâu nay mái tóc đen của vợ đã hữu ý che kín cái sẹo, không cho một người nào biết. Trong số đó có cả chồng. Anh liền hỏi về lai lịch chiếc sẹo. Vợ mới vui miệng kể rằng, ngày đó, cách đây hơn 20 năm, em mới bằng một tí đã biết gì đâu. Anh ruột của em chặt mía cho em ăn. Chào ôi, cái mũi mát tai hại đã trúng em. Em ngất đi. Sau này, em mới biết lúc đó hàng xóm đã đổ tới cứu chữa rất lâu. Cho đến khi cha mẹ em về thì mới chạy tìm thầy thuốc. Mai làm sao em vẫn sống để nhìn lại cha mẹ, nhưng lại mất đi người anh ruột vì anh của em sợ quá đã bỏ trốn. Cha mẹ em cố ý tìm kiếm nhưng tuyệt không có tin gì. Rồi đó, cha mẹ thương con buồn rầu quá, thành ra mang bệnh, kế tiếp nhau qua đời. Còn phần em, không có người nương tựa, lại bị người ta lập mưu cướp hết của cải và đem bán cho thuyền buôn. Em không ở yên được một nơi nào cả, nay đây mai đó, cuối cùng thì đến đây gặp anh. Sau lưng người vợ, nét mặt của chồng biến sắc khi biết là lấy nhầm vải em ruột. Lòng người chồng càng bị vò xé vì tin cha mẹ, tin quê quán do vợ nói ra. Nhưng chồng vẫn cố ngăn cảm xúc của mình, gói kín sự thật đau lòng đó lại, không cho vợ biết. Qua mấy ngày sau, sóng gió yên lặng, người chồng chở lưới ra biển đánh cá. Nhưng lần này một đi không bao giờ trở lại. Người vợ ở nhà trông đợi chồng ngày một mòn mỏi. Nàng không hiểu tại sao mỗi khi đánh cá xong, trong giữa lúc đêm tối, mọi người đều cho thuyền trở về đất liền. Còn chồng mình thì lại giống buồm ly biệt. Buổi chiều, nàng lại bồng con trèo lên hòn núi ở cửa biển. Con mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời mù mịt. Tuy nước mắt bấy giờ đã khô kiệt, nhưng người đàn bà vẫn không quên trèo núi trông chồng. Hình bóng ấy đối với dân làng thành quen thuộc. Về sau, cả hai mẹ con đều hóa thành đá. Hòn đá ấy ngày nay vẫn còn trên đỉnh núi
ở trên cửa biển đề ghi, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Người ta vẫn gọi là đá trong chồng hay là đá Vọng Phu. Câu chuyện về sự tích hòn Vọng Phu đến đây là hết rồi. Và câu chuyện cổ tích hôm nay của chúng ta được mang tên Sự Tích Sông Tô Lịch. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, về đời nhà Lý, có một ông vua bị bệnh đau mắt. Mấy ông thầy thuốc chuyên môn chữa mắt ở trong kinh thành cũng như ngoài nội thành đều được vời vào cung chạy chữa. Trong số đó cũng có những lương y nổi tiếng, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Cặp mắt của vua cứ sưng húp lên, đêm ngày nhức nhối rất khó chịu. Đã gần tròn 2 tháng, vua không thể ra điện kinh thiện coi chầu được. Triều đình vì việc vua đau mắt mà rối rít cả lên. Những cung giám chạy khắp nơi tìm thầy thuốc và lễ bái các chùa đền, nhưng mắt của thiên tử vẫn không thấy bớt. Một hôm, có 2 tên lính hầu đưa vào cung một thầy bói từ núi Vân Mộng về. Ông thầy chuyên bói dịch nổi tiếng trong một vùng. Sau khi gieo đốt mấy cỏ thi, ông thầy mới đoán: "Tâu bệ hạ, quẻ này có tượng vua rất linh nghiệm. Quả là bệ hạ bị thủy phương càn tuất xuyên vào mắt, cho nên bệ hạ không thể bớt được. Trừ phi trấn áp nó đi thì không việc gì." Vua bèn sai 2 viên quan trong thành. Thở ấy, ở phía tây bắc thành Thăng Long có 2 con sông nhỏ là Tô Lịch và Thiên Phù, đều hợp với nhau để thông ra sông Cái, ở chỗ cứ như bây giờ là bến Giang Tân. Họ tới ngã ba sông dựng đèn cúng Hà Bá để cầu thần về bệnh của vua. Đêm hôm đó, một viên quan ăn chay sẵn nằm trước đèn cầu mộng. Thần cho biết, đến sáng tinh sương ngày 30, cho người đến đứng ở bên kia bến đò. Ai đến đó trước tiên, lập tức bắt quẳng xuống sông phong cho làm thần, thì trấn áp được. Nghe 2 viên quan tâu, vua lập tức sai mấy tên nội giám chuẩn bị làm công việc đó. Một viên đại thần nghe tin ấy, khuyên vua không được làm việc thất đức, nhưng vua nhất định không nghe. Con mắt của vua là rất trọng, mà mạng của một vài tên dân thì có đáng kể gì. Hơn nữa, sắp sửa năm hết Tết đến, việc đau mắt của vua sẽ ảnh hưởng nhiều đến nghi lễ long trọng mà quan hệ của triều đình. Ở làng Cảo thuộc về Tả Ngạn Sông Tô hồi ấy, có 2 vợ chồng làm nghề bán dầu rong. Người ta vẫn quen gọi là ông dầu, bà dầu. Hằng ngày, 2 vợ chồng buổi sáng đưa dầu vào thành bán, buổi chiều lại chở ra. Vợ nấu ăn, chồng đi cất hàng. Hôm đó là ngày 30 tháng 1, 2 vợ chồng định bụng bán mẻ dầu cho một số chùa chiền. Vào khoảng cuối năm, người ta cần dùng nhiều dầu để thắp Tết. Họ dậy thật sớm, gồng gánh chảo, vợ vác gáo cùng tiến bước đến ngã ba Tô Lịch, Thiên Phù. Đến đây, họ vào nghỉ chân trong lò canh đợi đò. Người vắng tanh chưa có ai qua lại, nhưng ở trong chòi thì vẫn có 2 tên lính đứng gác. Vừa thấy có người, chúng xông ra làm cho 2 vợ chồng giật mình. Họ không ngờ hôm ấy lại có quân cấm vệ đứng ở đây. Tuy thấy mặt mũi chúng hung ác, nhưng họ yên tâm khi nghe câu hỏi của chúng: "Hai người đi đâu sớm thế này?" Họ cứ sự thật trả lời. Họ có ý phân bua việc bán dầu hàng ngày của mình chỉ vừa đủ nuôi miệng. Chúng cứ lân la hỏi chuyện mãi. Chúng nói: "À,
Ra là hai người khổ cực như thế đó. Vậy nếu có tiền thừa thải thì hai người sẽ thích món gì nào? Nói đi. Nói đi rồi chúng tôi sẽ kiếm cách giúp cho. Thấy câu chuyện lại xoay ra như thế, ông giàu và bà giàu có vẻ ngạc nhiên. Nhưng trước những lời hỏi dồn của chúng, họ cũng phải làm bộ tươi cười trả lời cho qua chuyện. Tôi ấy à, người chồng mới đáp. Tôi thì thấy một đĩa cơm nếp và một con mái ghẹ là đã tuyệt phẩm rồi. Người vợ cũng cùng ý như chồng, nhưng có thêm vào một đĩa bánh rán là món bà thèm nhất. Thấy chưa có đò, hai vợ chồng lấy làm sốt ruột, nói chuyện bài bay mãi, biết bao giờ mới vào thành bán mẻ dầu đầu tiên cho chùa Vạn Thọ. Hai người bước ra nhìn xuống sông, hai tên lính từ nãy đã rình họ, bấy giờ mới bịt mắt họ và lôi đi sền sệt. Họ cùng vang lên: Lạy ông tha cho chúng cháu chẳng có gì. Nhưng hai tên lính chẳng nói chẳng rằng, cứ gộp tay họ lại và dẫn đến bờ sông. Chúng nhấc bổng họ lên và cùng một lúc ném mạnh xuống nước, bọt tung sóng vỗ và hai cái xác chìm nghiễm. Rồi đó chúng cắm cổ chạy. Lại nói chuyện, mắt vua sáng mồng 1 tháng chạp, tự nhiên khỏi hẳn như chưa từng có việc gì. Nhưng ông giàu bà giàu thì căm thù vô hạn. Qua hôm sau, hai tên cấm vệ giết người không biết vì sao, tự treo cổ gốc đa trong hoàng thành. Rồi giữa hôm mùng 1 Tết, lão chủ quán ở bên kia Giang Tân phụ đồng lên giữa chùa Vạn Thọ, nói toàn những câu phạm thượng. Hắn nói những câu đứt khúc, nhưng người ta đều hiểu cả. Đại lược là: Chúng ta là ông giàu bà giàu đây, chúng mày là quân tàn ác giả man, chúng mày là quân giết người lương thiện, chúng mày sẽ chết tuyệt diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn một móng nào để mà nối dõi. Chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù lại, chừng nào bắt đầu thì chúng mày đừng hòng trốn thoát. Những tin ấy bay về đến tai vua, làm cho nhà vua vô cùng lo sợ. Vua sai lập một đền thờ ở trên ngã ba Giang Tân và phong cho hai người là Phúc Thần. Mỗi năm cứ đến 30 tháng 1 là có những viên quan bộ lễ được phải đến đây cúng ông giàu, bà giàu với những món ăn mà họ ưa thích. Nhưng ngôi báo nhà Lý quả nhiên chẳng bao lâu lọt về tay nhà Trần. Dòng họ Lý quả nhiên chết tuyệt diệt, đến nỗi chỉ những người nào đổi qua họ Nguyễn mới hòng trốn thoát. Sông Thiên Phù quả nhiên cứ lấp dần, cho mãi đến ngày nay chỉ còn một lạch nước nhỏ ở phía Nhật Tân. Sông Tô Lịch cũng thế, ngày nay chỉ là rãnh nước bẩn đen ngòm. Duy có miếu thờ ông giàu bà giàu thì hàng năm dân vùng Bưởi vẫn mang lễ vật theo sở thích của hai vợ chồng đến cúng lễ vào ngày 30 tháng 11. Và câu chuyện sự tích về sông Tô Lịch đến đây là kết thúc rồi. Chúc cái bé ngủ ngon nha, và nhớ hãy vâng lời ba mẹ nha. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Người con hiếu thảo. Cái bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, trong một gia đình nọ, có ba anh em trai. Hai người anh thì lười biếng ích kỷ, tham lam. Ngược lại, người con út vừa siêng năng, vừa thật thà hiếu thảo. Những việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì hai người anh đẩy hết cho người em. Nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo đẹp thì hai anh lại tranh nhau dành hết về phần mình.
Tuy vậy, Út vẫn không than phiền gì, lúc nào cũng vui vẻ nhường nhịn hai anh. Một hôm, người cha lâm bệnh nặng, Út vô cùng lo lắng ngày đêm, túc trực chăm sóc cho cha rất chu đáo. Trong khi hai người anh vẫn mải mê rong chơi đầu làng cuối xóm, bệnh tình của người cha ngày càng nguy kịch. Thầy thuốc mới bảo: "Ông cụ mắc phải bệnh nan y khó lòng qua khỏi." Út mới hốt hoảng: "Thật vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu chữa hay sao?" Thầy thuốc suy nghĩ một lát rồi nói: "Có một cách, nhưng khó khăn lắm." "Thưa thầy, khó thế nào con cũng làm được. Xin thầy cứ cho con biết." "Giờ chỉ có một vị thuốc bí là có thể chữa khỏi bệnh cho cha của con. Nhưng để sắc được loại thuốc này thì cần phải tìm được một loại cỏ quý trên núi Trúc Lĩnh. Đường đi đến đó gian nguy, hiểm trở. Phải đi qua một cây cầu làm bằng một sợi dây thừng bắc ngang con suối sâu. Phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò. Rồi lại phải leo lên một ngọn núi bốn phía đá dựng lên như bức tường thành. Lúc đó mới đến được ngôi chùa có thứ cỏ thơ mấy." Người cha nghe vậy gắng gượng nói: "Ai trong các con kiếm được thuốc về chữa cho cha sẽ được hưởng toàn bộ gia tài." Hai người anh nghe thấy hai chữ gia tài, sợ người em sẽ chiếm mất, nên nhảy bổ đến bên giường cha nhanh nhảo nói: "Để chúng con đi." Sáng hôm sau, hai người anh lên đường đi đến núi Trúc Lĩnh. Đến con suối sâu, nước réo ùn ụt, họ sợ quá. Lại thấy cây cầu bắc qua suối chỉ là một sợi dây thừng đung đưa trong gió. Hai người họ cứ đùng đẩy nhau, không ai dám bước qua trước. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ gánh củi từ trong rừng đi ra nói: "Các cháu có thể gánh giúp cụ bó củi này đi qua bên bờ không?" Người anh mới kháo khỉnh đáp: "Chúng tôi đi người không mà còn chưa dám qua, ai lại đi gánh củi cho ông nữa." Thế rồi sau đó họ cố gắng bước qua cây cầu, nhưng sợi dây cứ trao qua trao lại như muốn hất cả hai xuống suối. Loay hoay mãi không được, họ đành tay không trở về. Người em Út thấy vậy liền từ biệt cha và hai anh lên đường, quyết tìm cho được loại cỏ quý ấy. Đi đến bờ suối, anh cũng gặp ông lão hôm nọ. Ông lão chưa nói gì, anh đã chạy lại đỡ gánh củi lên vai rồi lễ phép nói: "Thưa ông, cây cầu này nguy hiểm lắm. Ông hãy để con gánh bó củi này qua, rồi quay lại dìu ông sang bên kia bờ." Lạ thay, anh bước lên cầu dễ dàng và đi một mạch sang bên kia. Anh mừng quá, đặt gánh củi xuống định quay lại đón ông lão, thì lại thấy ông lão đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Ông lão tươi cười hiền từ nói: "Con thật tốt bụng và gan dạ. Bây giờ con muốn đi đâu?" "Thưa ông, con muốn đi tìm cây thuốc quý để chữa bệnh cho cha." "À, ta biết nơi có loại dược thảo đấy, để ta chỉ đường cho." "Dạ, con xin cảm ơn ông." "Bây giờ con hãy đi thẳng theo con đường này. Đến khi gặp một con sông lớn, con hãy gọi 3 lần: ơi Bạch Hạc, giúp ta sang sông. Đi tiếp 3 ngày trời, con sẽ đến chân núi Trúc Lĩnh. Con nhớ đi đến chân núi phía nam, gõ vào vách đá 7 tiếng rồi gọi: hỡi núi cao, hãy mở đường cho ta đi. Lên đến ngôi chùa sẽ có sư ông giúp con." Anh bái tạ ông lão rồi lên đường.
Anh làm theo những gì cụ già dặn, và cuối cùng anh đã lên được đến ngôi chùa. Anh vừa tới nơi thì sư ông xuất hiện. Anh vái chào sư ông rồi nói: "Thưa sư ông, con lên đây tìm cây thuốc chữa bệnh cho cha, xin sư ông giúp con ạ." Sư ông nhìn anh trìu mến và nói: "A Di Đà Phật, con đúng là một người con hiếu thảo, thật đáng khen." Rồi sư ông dắt anh vào vườn chùa hái cho anh một nắm cỏ rồi dặn: "Con hãy đem nắm cỏ này về sắc với hoa bưởi, rồi đem cho người bệnh uống." Người con út đa tạ sư ông rồi xin phép trở về. Anh đi theo con đường cũ để trở về nhà, nhưng lạ thay, sông suối rồi cây cầu bằng dây thừng đều biến mất, và trước mắt anh là con đường bằng phẳng. Anh đi thật nhanh về nhà. Về đến đầu làng, người em đã gặp hai người anh đang đứng đợi mình. Hai anh mới nói: "Em đi đường xa chắc là mệt, cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, để anh mang bó thuốc này về trước cho cha." Không hề so đo tính toán, người em liền đưa bó thuốc cho hai anh. Chỉ chờ có thế, hai người anh chạy thật nhanh về nhà đưa bó thuốc cho cha, nhằm cướp công của người em. Hai người anh hí hửng lấy một ít thuốc ra cho vào ấm để đun lên. Người cha vui mừng khen ngợi hai người anh. Nhưng khi người cha vừa uống một ngụm thuốc thì ông thấy choáng váng và đau đớn vô cùng. Đúng lúc đó, người em út về đến nhà. Thấy vậy, người em chạy ra vườn hái hoa bưởi để sắc thuốc theo lời sư ông dặn. Quả nhiên, khi vừa uống xong chén thuốc người em sắc, ông trở nên khỏe mạnh hơn. Vài ngày sau, ông gọi ba người con đến và nói: "Út đã không ngại khó khăn đi lấy thuốc về cho cha, nay cha sẽ để lại gia tài cho con." Người con út thấy cha trở lại khỏe mạnh nên vô cùng vui sướng và nói với cha: "Thưa cha, xin cha hãy chia đều gia tài cho ba anh em con." Người cha thấy vậy liền nói: "Con đúng là em hiền con thảo. Được, cha sẽ làm theo ý của con." Trước nghĩa cử cao đẹp của người em, hai người anh vô cùng hối hận. Từ đó, họ bắt đầu thay đổi tính tình, không còn tham lam và lười biếng nữa. Và câu chuyện về người con hiếu thảo đến đây là hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và nhớ phải vâng lời ba mẹ nha. Chào tạm biệt.